trồng xuống không rủ là anh cũng mừng. Em nói anh tại sao? Tại vì anh trồng cái số lượng nhiều quá, nó em mới phiên anh một điều là trồng vào ban đêm là gì đó, trồng xuống cái cây nó mát. Lúc mà Nam đó, từ lúc mà 4 giờ trồng á, anh đụng nó 5 giờ 5 rưỡi mất nó cho trồng á, mà nước còn nóng nữa. Ủa mà lộ qua nhúng mà cũng nguy hiểm trời, mà cái cây em trồng á nó không sao thôi trồng luôn. Ừ. Đây, lá này nó đổ nhiều nè. Lá chân. Ừ. Lá chân nó không sao đâu. Mà Nam, có cái mít này sao mà ngộ nè. Nguyên vườn có cái này nè. Sao có lá này? Lá này không phải đây. Cái này mà nó gì nè. Nó có ngạnh nữa nè. Cây này giống mít lai nè. Ừ. Mà để thử nó ra mít gì nó ngộ cũng ngon không chừng. Thằng này đúng vậy, ta. Thằng này đang như một cái giống là mít nghệ mình, mít nghệ chứ không phải mít lá bàng. Nó nè, nó khí khía nè, cái cạnh đó nè. Chồng anh cũng chồng nó đây, mít này ngộ ngộ sáng đó. Chồng đại đi đừng bỏ, chồng đi nó nè chứ không đậu dân á. Nữa nó ngon rồi hả? Lâu lâu cũng phải gì đó, nó cũng phải lai cây gì đó. Điện em hả? Coi gì, hai cái máy em tới tuổi rồi, chuyện qua khách hàng điện chuyện qua cũng không được luôn. Cái này tới humid nha, tới humid xong rồi á, ngày sáng ngày hôm sau á, tứ xương ngang cái đi đúng không, tứ xương ngang cái humid á, dạ bạn á, tứ xương ngang cái đi rồi ngang qua ngày hôm sau anh giả nước xương lại cho em nha, giả nước xương lại, giả bằng máy ha. Ờ giả bằng máy xương ngang cái cho em thôi, quơ ngang gì đâu. Ừ. Quơ ngang thôi rồi bây giờ nè, một gom này bây giờ lỡ để gì rồi thì giờ dẫn tứ ụp lên luôn. Ụp lên luôn rồi qua ngày hôm sau bắt đầu xả nước xương lại là xong, cách cho khoảng 5-6 ngày. Như một bịch đó pha bịch đăng ký hả? Bịch đăng ký pha 500 lít. Pha 500 lít nước. 500 lít mà một góc mà tưới khoảng một gốc này tầm khoảng 4-5 lít nước cho em. Dữ vậy đó hả? Ừ, 4-5 lít thôi. Ướt đẫm xuống luôn. Ừ. Cho nó thấm xuống tới dưới. Canh mà tưới trừ hao thôi, là tưới thẳng vô gốc quay vòng vòng. Ừ, vòng như nè. Ướt gốc. Ướt gốc. Ừ, cho nó kích cái bộ rễ ra. Dạ. Thì bởi vì ra mình tại sao cái lớp ủ gom này nè, nó sẽ hạn chế một phần nào xuống dưới một phần. Bởi vì tại sao mà bây giờ mình phải giả nước lại là gì đó, dặn cho nước thấm, nhiều khi thấm gom nè, qua giả nước cho thấm xuống nữa. Đó là nguyên tắc như vậy. Là cách cỡ khoảng 6 ngày, như ngày mai tứ, ngày mốt tứ đi, thì 6 ngày sau, 5 ngày sau, 6 ngày sau gì đó, tứ lại cho em một chặp nữa, humid nữa nha. Đừng có cộng miếng phân nào hết trơn nha. Anh mà cộng phân vô là rớt lá liền. Lá này nó tuôn liền nè, ba lá này nó bị vàng bắt đầu rớt liền, nó còn cái đỉnh này không mà. Ừ. Cái đỉnh đọt này nè là chết luôn á, xì xuống mất sức. Ừ, đừng có nghe là ai mà tứ phân giùm em nha. Ừ, mình tức kích thích ra rễ không à. Vậy. Ừ. Pha 500 lít nước đó. Thì cứ 500 lít nước đó thì bây giờ 1 kg một gốc gì nè, tầm khoảng 4 lít nước. 4 lít ẩn cho nó thấm sâu xuống dưới. Tại nhiều khi mình trồng á, cái bầu của mình nó tầm khoảng nhiêu rồi. Mà mình tứ mà có khoảng 2 lít đi nó không thấm xuống dưới là thua. Ừ. Chủ yếu là cái bầu rễ cái ở dưới đất, ở dưới cái bầu dưới đó.
dưới. Nó xuống tới dưới cho em. Nó bắt cái bộ rễ nó bắt thẳng xuống dưới một cái là ngon lành. Vì là kích thích đó mình chú ý mình tưới cho gần bầu thôi. Ừ. Đúng rồi, nó không sao chứ. Thằng kích thích thì nó chỉ kích thích nhiệm vụ kích thích ra rễ thôi. Nó không có làm ảnh hưởng tới cây của mình. Bây giờ cây nhỏ, cây nhỏ thì bây giờ anh cứ việc anh cho nước bình thường cho em đi nha. Còn cái cây mình tầm khoảng 5-6 tháng đậu lên đó thì nữa em sẽ hướng dẫn anh để cách nước cho đúng. Không đâu, cây cây nhỏ này nè, anh cho nước đôn lên chút nữa đi, đôn lên chút nữa đi, không sao đó. Mặt ruộng đó gì hả? Mà tứ nước anh thấy dễ không? Điều kiện dễ không? Dễ. Nếu mà dễ thì để gì? Còn không dễ thì bơm lên chút xíu nữa, cho bơm lên khoảng 2-3 tắc nữa, 2 tắc nữa. Ừ. Cho nó thuận tiện cho việc mình tứ tiêu. Ừ. Cho cái cây của mình. Cho vô nữa. Dạ. Còn nếu mà điều kiện để gì, nước gì mà tứ ok được á, ừ, thì để gì? Đi, này nữa, tứ anh tứ, thuốc anh tứ bằng thùng dầu vậy nha. Thùng dầu á. Là phải cho nước vô. Thùng đó là 10 lít đó. Thùng đó 10 lít thì bây giờ gì nè. Thùng 10 lít. 10 lít chia cho 3-4 cây đi. Tứ gì đi cho nhanh. 3 cây 4 cây đi. Thiếu nước không? Không đâu. Giờ thùng dầu gì tứ ghim vô. 1 10 lít, 10 lít 3, 3 cây thôi. 3 cây thôi. 3 cây được rồi. 4 cây thì hơi ít nước quá. 3 cây thôi. Thùng dầu đó hơn 10 lít à. 12 lít, nếu mà trường hợp thùng dầu 12 lít thì 4 cây. Chỉ thùng dầu đó chứ. Ừ, đi coi chút coi thùng dầu vậy. Vô lấy can luôn. Không trồng gì là mừng nữa. Anh gãi mà ghét, người ta vô bột như vậy đó. Nói gãi ghét lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Nó gán ra hết mình còn mấy cái nó khóc. Ừ, thấy không? Nè. Lá non mà nó không trụ luôn á. Ừ. Nếu mà trường hợp bữa hổm mà em không vô, anh tóc ngang anh lấy cây giống anh trồng giờ đó, là giờ này nó không phải gì đâu. Nó sẽ sụ xuống hết trơn toàn bộ. Cái đó hơi sụ. Cũng ít. Ê, nó vàng nè, nó ra nó nắng mà nó còn áp mới dạ dứ nè ha. Ừ. Dạ dứ nó vàng. Mấy cái mà vàng vàng dạ dứ đó đó. Chịu không nổi.